phần 2. Trời ơi, xây xỉu rồi trời. Trời ơi, xây, trời, trời. Xây, có sao không con? Xin cả em đi bệnh viện đi con. Em nó không sao đâu cha. Chắc bị tuột đường huyết, nhảy xíu khỏe à. Mà cũng tại cha em nó quá chi. Thì cha cũng muốn tốt nữa thôi. Sợ nó yêu đương nó không lo học hành. Ai ngờ chuyện như vậy. Nó cũng lớn rồi mà cha. Cho nó tự do kết bạn đi. Miễn sao nó học tốt là được rồi. Đúng xây. Đúng rồi. Vậy thôi cha không cấm nữa. Đừng để ảnh hưởng việc học của con. Thôi hai đứa vô ăn cơm nè. Dạ. Cha đi rồi kìa. Cho mày đi đóng phim được rồi đó. Diễn như thật á. Cảm ơn sư huynh đã giúp đỡ. Anh đúng là anh cha tốt của em. Mày còn nhớ tao anh của mày luôn hả? Tối ngày báo là giỏi à. Ê, cho mày lại kìa. Nhanh dữ trời. Hả? Em xin rút lại câu hồi nãy. Anh làm anh em hơi lâu rồi đó. Lê, 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 lê.